Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân hai người đàn ông cùng lúc rơi từ trên lầu của một căn nhà xuống đất và tử vong sau đó. Vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vào khuya mùng 10 tháng 2. Theo thông tin, thời điểm này một nhóm người đang ngồi ăn tiệc Cụ thể là đám cưới tại một căn nhà trong con hẻm thì bất ngờ hai người đàn ông ngoài 40 tuổi cùng lúc rơi từ trên lầu xuống. Mặc dù nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đều đã tử vong. Danh tính hai người tử vong bước đầu được lực lượng chức năng xác định, một người 38 tuổi thường trú quận 12, một người 45 tuổi thường trú tỉnh Thanh Hóa. Nhận tin báo, công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.